Sao vợ anh khúc này hiền thế? Vợ anh lúc nào chẳng hiền? Đúng không vợ? Mọi người nói tại sao vợ không mát ra là vợ sần đâu nhẹ nhàng. Vợ đạt cút được không? Vợ đạt lúc nào chẳng hiền đây cho miếng thịt bò. Vợ ma cay à? Cay à? Uống này. Đau mồm mày. Đau gì đau mặt cơm. Hãy đau không nói phụ nữ ở ngoài. Không vợ ăn đi. Chồng chồng không thích chồng ăn này. Chồng ăn cơm. Good. Ăn nhiều là cháu. Ăn ngon good. Không. Good này. Ngon. Chồng ăn hết được rồi đấy. Ăn nhiều nhá. No. No. Vợ này, vợ uống nhiều này. Đau họng này, đau này. Được không? Không. Không, không hiểu văn hoạ. Một này. Một không. Ngon không? Mà nút một vào như thế nào? Mà nút một không ngon à? Không thích à? Không thích chim rồi rồi. Mày hát một bài anh ngồi suy nghĩ về chuyện tình đôi ta sẽ đi. Anh ngồi suy nghĩ. Ôi, tiếng là chị kia ai nhờ nó tới cơm. Em là gì? Sự cơ bản cơ sở nhá. Ăn đi. Còn một chút nè. Còn một chút nè. Chồng cơm nha. Chồng yêu nha. Một chút nè. Thử ăn không ai được kem. Một chút. Một chút no chưa? No. Rồi. No rồi. Tay vẫn cầm cốc trà sữa kia thì no cái gì? Cười gì? Ôi đồ con bé. Một đi. Nốt. Ăn nốt. Này vợ ơi, hôm nay nha, vợ xem không ăn. Ngày mai con không ăn, vợ nói gì? Có. Nói xem không, con xem mẹ Vi. Nói thế nào? Không biết. Không biết, thì đi ăn đi. Không muốn nói con. À hả? Chồng nói, con ơi, xem mẹ Vi nhé. Này, ăn này. Ăn một chút à? Không ăn đâu. Ăn con này nhá. Không. Trứng. Đó. Trứng. Không. Thích cơn. Quả trứng hả? Gớm bà đã không muốn ăn thì bà nằm đi kia lắm. Nằm đi do lắm. Ăn trứng này. Không. Vợ ơi. Ngày mai ăn gì tôm nữa. Hay là ăn xem hôm nay. Vợ ăn cái gì? Sao vậy? Đo phải cái ấy à? Không ăn chồng về chồng nói mẹ nhé. Hả? Có ăn rồi. Ngày mai. Ngày mai ăn cái gì? Ăn chồng sao? Em lo. Ăn chồng không? Không à?